tỉnh Con Tum hiện quản lý và chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho hơn 11.000 người, tăng khoảng 340 người so với cùng kỳ năm 2023. Quản lý chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng gần 990 người, tăng so với cùng kỳ. Đồng thời, tỉnh thực hiện điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức hưởng mới cho trên 11.000 người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 75 của Chính phủ, và các văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện xét duyệt và lập danh sách chi trả mới cho hơn 5.400 người hưởng chế độ, tăng khoảng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023 với tổng số chi giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp trên 500 tỷ đồng.